Apple Magic Mouse 2 xịn quá các bạn ơi. Vuốt này, chuyển táp này, vuốt là đa nhiệm này. Sao nhìn nó đần thế? Đần gì? Ông cháu cầm cái gì đây? Đây là con Apple Hair, chuột Apple được sản xuất năm 1986. Nhưng mà nhìn á, nó vẫn ngon hơn cái con ra năm 2021 này. No! Con chuột 1986 á, có vuốt chuyển được táp không? Vuốt lên là đa nhiệm, vuốt xuống là mở lại táp. Cái con này á, thôi, ông cụ ơi, ông cụ nghỉ đi. Đúng là mấy cái tính năng và vân. Cái form chuột này cầm này được một lúc mỏi hết cả tay. Yes. Cái tiếng click nghe chán ấy. Nó phải như này này. Nghe thấy rõ không? Switch bên trong đây. Chuột mới người ta dùng Bluetooth, cái cổng kết nối gì đây rồi. Bây giờ ai dùng cái này nữa hả ông cháu? Sạc à? Bluetooth này, không dây đấy. Cắm sạc có dùng được nữa không? Đây á, ổn định 100%, lúc nào cũng đảm bảo yên tâm để sử dụng. Cái này đáng hộp cái hết pin cái tỷ lệ.